Mùng 1 tháng 8 âm lịch là ngày khởi khí khai lộc, có 3 việc nên làm để cầu bình an, rước lộc vào nhà các bạn nhé. Thứ nhất, thắp hương. Để chuẩn bị cho ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch thì gia chủ có thể chuẩn bị đồ để thắp hương dâng lên gia tiên, thần linh trong nhà với những món dâng cúng có thể là trái cây tươi, hoa quả tươi, bánh kẹo. Việc này thể hiện sự kính trọng, biết ơn của gia chủ đối với các bậc thần linh và tổ tiên. Thứ hai, đó chính là ăn những món mang lại may mắn. Vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch thì bạn có thể lựa chọn những món ăn màu đỏ, màu vàng để cầu may mắn như là xôi gấc, dưa hấu, đu đủ hoặc là thịt cá luộc. Màu đỏ và vàng tượng trưng cho may mắn, tài lộc, hưng thịnh, giúp gia tăng vận may cho cả tháng luôn đó. Cuối cùng là chúng ta có thể thỉnh những vật phẩm phong thủy để cầu may mắn tài lộc. Các vật phẩm phong thủy thường tượng trưng cho các vị thần, mang đến một nguồn năng lượng tích cực giúp gia chủ áp chế những điều không tốt, mang lại may mắn và tài lộc. Thỉnh những vật phẩm phong thủy vào ngày mùng 1 đầu tháng, ngày khởi khí khai lộc sẽ giúp cho chúng có thể phát huy được tốt công dụng, mang lại cảm giác bình an. Từ xa xưa thì người Việt ta đã có quan niệm là đầu xuôi đuôi lọt, nên những ngày đầu tháng diễn ra suôn sẻ thì cả tháng sẽ thuận buồm xuôi gió. Xông trầm hương trên ban thờ gia tiên hoặc là phòng khách hay là phòng ngủ sẽ giúp gia chủ cảm thấy bình an, thư giãn, và đặc biệt là vào 2 ngày cuối tuần này thì quá là hợp lý để nạp lại năng lượng sau một tuần làm việc vất vả. Chúc các bạn có một ngày đầu tháng vui vẻ bên gia đình và hạnh phúc nhé. Xin chào.